Vào một cái tuần lễ thời trang như thế này, chúng tôi phải làm việc rất là vất vả. Cả ekip phải có mặt từ 8 giờ sáng. Sau khi show diễn xong thì chúng tôi đã là gần 12 giờ đêm. Trong đó còn rất là nhiều bộ phận khác. Các bạn ấy sẽ phải ở lại để chúng ta chuẩn bị cho cái show ngày hôm sau nữa. Việt Nam International Fashion Week quy tụ rất nhiều người mẫu có kinh nghiệm trong nước và ngoài nước được sải bước trên sàn diễn Việt Nam International Fashion Week. Đó quả thật là một vinh dự của bất kỳ người mẫu nào. Ngày này tất cả các thành viên trong ekip mọi người đều làm việc rất là vất vả cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn khoảng vài phút để set up tưởng sân khấu của nhà thiết kế trước phù hợp với lại concept của nhà thiết kế sau. Song song với các sự kiện thời trang được diễn ra vào mỗi tối tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thì ban tổ chức của Việt Nam International Fashion Week cũng tổ chức một hoạt động mà không thể thiếu trong tất cả các tuần lễ thời trang, đó chính là hoạt động The Best Street Style, là nơi để các bạn trẻ yêu thích thời trang đến để tham gia trình diễn những bộ trang phục cá tính và ấn tượng của mình. Tiếp nối thành công của hai mùa trước thì năm nay là mùa thứ ba The Best Street Style được tổ chức cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Maybelline New York với thông điệp là Make Fashionista Happen. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ ngày càng thể hiện được cá tính của mình hơn qua hoạt động này, để lúc nào chúng ta cũng sẽ mặc đẹp và thể hiện được cá tính của mình và lúc nào cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Laura Professional sẽ có một cái sự kiện vô cùng đặc biệt. Chúng tôi có một bộ sưu tập tóc được giới thiệu trên sàn Runway trong buổi tối ngày hôm nay. Cái điều thú vị cho bộ sưu tập lần này đó là chúng tôi có cái sự kết hợp giữa những cái màu sắc và những cái khối hình học khác nhau. Đòi hỏi chúng tôi phải tập hợp rất nhiều khối lượng tóc giả rất là nhiều để tạo nên bộ sưu tập lần này. Bây giờ chỉ còn 5 tiếng nữa thôi là chúng tôi sẽ đến show diễn này thôi. Và mọi người đang rất khẩn trương, các anh chị nhà tạo tóc bên đằng sau lưng chúng tôi đây đang vô cùng khẩn trương để cùng ráo riết hoàn thành xong 21 tác phẩm trong bộ sưu tập Futuristic.